Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Anh trai của Bảo Thy chính là người đã làm mai chồng đại gia cho em gái và đứng sau màn cầu hôn như mơ ở Madrid. Sau lễ cưới của Bảo Thy diễn ra sáng nay, là nhắn nhủ tình cảm gửi đến em gái Bảo Thy được anh trai Thế Bảo đăng trên Facebook cá nhân, khiến nhiều người chú ý. Anh chỉ biết là sau 4 năm, anh thật sự vui, hạnh phúc và mãn nguyện về ngày hôm nay. Gia đình mình thật sự quá may mắn và hạnh phúc. Anh còn hơi ăn chơi chút, nhưng chắc chắn anh sẽ phải thay đổi. Anh sẽ cố gắng để bằng gia đình chị hai và bé nhé. Năm 2018, Thế Bảo đã cùng chồng mới cưới của Bảo Thy, danh nhân Phan Lĩnh, lên kế hoạch tổ chức buổi cầu hôn cho cô nàng ở Madrid với một chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ. Còn gì ngọt ngào hơn khi lớn lên cùng một người anh trai biết quan tâm và hiểu mình muốn gì? Nhìn cảnh anh trai Thế Bảo điều phối bảo vệ để lễ cưới em gái tại nhà thờ diễn ra suôn sẻ nhất, thì ai cũng chỉ biết xuýt xoa vì ngưỡng mộ. Ít người biết rằng cũng chính anh đã mai mối Bảo Thy với chồng hiện tại. Rõ ràng trước đây cả hai nhà có mối quan hệ kinh doanh làm ăn chung, nhưng một phần lớn nhờ sự tác động của Thế Bảo mà cặp đôi mới đến với nhau. Về phía vợ của Thế Bảo, Trang Bila cũng có mối quan hệ sáng khít với em dâu Bảo Thy. Chính Bảo Thy cũng từng bộc bạch rằng anh trai là người đã bàn bạc cùng chồng để lên lịch trình đưa Thy đi du lịch với những nơi đẹp nhất, vui nhất chỉ để Thy có được giấc ngủ ngon và tinh thần thoải mái. Cận cảnh chiếc áo dài cưới giúp Bảo Thy xinh như công chúa trong ngày lên xe hoa. Sáng ngày 15 tháng 11, Bảo Thy xinh xắn rạng ngời trong ngày bước chân vào thánh đường làm lễ kết hôn. Cô dâu gây chú ý với bộ áo dài đính kết rất tinh xảo và sang trọng. 31 tuổi bước vào lễ đường, Bảo Thy đã không làm những người yêu thương cô thất vọng khi khoe dáng mảnh mai trong chiếc áo dài được thiết kế cầu kỳ, lộng lẫy, mang hơi hướng vương giả. Được biết, Chung Thanh Phong là tác giả của bộ cánh lần này. Từ lúc chụp ảnh cưới tại studio đến khi cử hành hôn lễ tại nhà thờ, Bảo Thy vẫn chọn cho mình những bộ cánh màu trắng tinh khôi, đại diện cho vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo. Chất liệu chính của chiếc áo dài là rang lưới cao cấp ngoại nhập, đính kết bằng tay với những chi tiết thiêu hoa tinh xảo, mang đến cảm giác sang trọng, quý phái, trang nhã nhất cho cô dâu. Phần tay áo cũng được may bằng vải ren xuyên thấu, vừa tăng thêm nét gợi cảm nhưng vẫn tạo nên sự dịu dàng và thanh thoát. Để trang phục thêm phần bắt mắt, nổi bật hơn, nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã đính kết thêm sequin ánh bạc dọc theo hai tảo dài vô cùng kỳ công và tỉ mỉ. Được biết thời gian để hoàn thành áo dài và ba chiếc váy cưới trong mơ của Bảo Thy là khoảng 3 tháng. Bảo Thy cho biết chiếc áo dài trong ngày rước dâu và ba bộ váy cưới trong tiệc cưới chính diện vào ngày mai. Đều được thiết kế theo đúng như sở thích, mong muốn của cô, với phong cách đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn sang trọng và tinh tế. Bên cạnh đó, Bảo Thy cũng chọn cho mình lối trang điểm xinh đẹp, tự nhiên, với tông màu cam đất là chủ đạo. Công chúa bong bóng Bảo Thy còn tiết lộ thêm, toàn bộ những thiết kế váy cưới, áo dài cưới trong mơ chuẩn bị cho hôn lễ, cô đều mua về để làm dạ. Cô đều mua về để dành làm kỷ niệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.